Sau khi Kyo, Lee Min Ho tiếp tục để lộ bằng chứng sinh ra là dành cho nhau, phanh đời đám cưới cổ tích. Hiện nay, nhiều nam nữ diễn viên Hàn Quốc đã kiếm được hàng triệu đô la mỗi năm từ sự nghiệp diễn xuất của họ, từ Kim So Hyun cho đến Shin Min Ah. Hãy điểm lại loạt diễn viên Hàn Quốc có thu nhập cao nhất vào năm 2023. Khi sức hấp dẫn của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc lan rộng khắp thế giới, ngày càng có nhiều người trở thành khán giả trung thành của phim truyền hình Hàn Quốc. Trong vài năm qua, các bộ phim như Hạ cánh nơi anh, Trò chơi con mực, Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo. Bên cạnh chi phí sản xuất khổng lồ, dàn diễn viên nổi tiếng cũng được khán giả yêu thích. Mức lương của một bộ phim mà họ đóng được lên tới hàng triệu đô la. Danh sách xếp hạng sau đây dựa trên mức thù lao trên mỗi tập phim truyền hình Hàn Quốc của những diễn viên hàng đầu xứ Hàn và một số tác phẩm họ đóng chính. Nó không bao gồm thu nhập thương mại và chứng thực khác. Dưới đây là top 20 diễn viên Hàn Quốc có thu nhập cao nhất năm 2023. Kim So Hyun thu nhập ước tính 25 triệu đô la, hơn 591 tỷ đồng. So Ji Seop thu nhập ước tính 24 triệu đô la, hơn 567 tỷ đồng. Lee Jong Ae thu nhập ước tính 18 triệu đô la, hơn 425 tỷ đồng. Choi Ji Woo thu nhập ước tính 17 triệu đô la, hơn 402 tỷ đồng. Hoon Bin thu nhập ước tính 14 triệu đô la, hơn 331 tỷ đồng. Lee Min Ho thu nhập ước tính 13 triệu đô la, hơn 307 tỷ đồng. Ji Chang Kwok thu nhập ước tính 12,5 triệu đô la, hơn 295 tỷ đồng. Jo In Sung thu nhập ước tính 12 triệu đô la, hơn 283 tỷ đồng. Yoo Ah In thu nhập ước tính 12 triệu đô la, hơn 283 tỷ đồng. Song Hye Kyo thu nhập ước tính 11 triệu đô la, hơn 260 tỷ đồng. Lee Jong Suk thu nhập ước tính 10 triệu đô la, hơn 236 tỷ đồng. Jun In Hyun thu nhập ước tính 10 triệu đô la, hơn 236 tỷ đồng. Gun Hyo Jin thu nhập ước tính 8,5 triệu đô la, hơn 201 tỷ đồng. Ha Ji Won thu nhập ước tính 8 triệu đô la, hơn 189 tỷ đồng. Lee Seung Gi thu nhập ước tính 7 triệu đô la, hơn 167 tỷ đồng. Park Shin Hee thu nhập ước tính 6 triệu đô la, hơn 141 tỷ đồng. Kim Tae Hee thu nhập ước tính 5,5 triệu đô la, hơn 130 tỷ đồng. Song Joong Ki thu nhập ước tính 5 triệu đô la, hơn 118 tỷ đồng. Park Bo Young thu nhập ước tính 3 triệu đô la, hơn 70 tỷ đồng. Shin Min Ah thu nhập ước tính 2,5 triệu đô la, hơn 59 tỷ đồng. Việc Lee Min Ho lẫn Song Hye Kyo đều xuất hiện trong bảng xếp hạng này khiến fan không khỏi thích thú. Thời gian này, đông đảo cư dân mạng không khỏi xôn xao trước đoạn clip đặt nghi vấn về mối quan hệ giữa Song Hye Kyo và Lee Min Ho. Theo đó, cư dân mạng phát hiện rằng, trong một sự kiện có sự góp mặt của cả hai, ban đầu Song Hye Kyo xuất hiện với vẻ mặt cau có, không cười với phía truyền thông. Tuy nhiên, khi ngồi bên cạnh Lee Min Ho, thái độ của Song Hye Kyo lại hoàn toàn khác hẳn. Điều này khiến cho một số cư dân mạng đặt nghi vấn, phải chăng người đẹp có tình ý với đàn em? Nhắc đến ngành công nghiệp phim truyền hình Hàn Quốc, dù ngày càng có nhiều tài tử và mỹ nhân xuất hiện, tuy nhiên Lee Min Ho và Song Hye Kyo vẫn được mệnh danh là vua và nữ hoàng Hallyu. Trước đó, trong những bức ảnh được chia sẻ trên truyền thông, khán giả chú ý đến khoảnh khắc Lee Min Ho nhìn chằm chằm Song Hye Kyo với ánh mắt lấp lánh, dường như lúc này cô đang mãi theo dõi trình diễn thời trang nên cũng không quá để tâm. Bức ảnh trên được nhiều sự quan tâm của khán giả trên các diễn đàn. Được biết trong tháng 3 này, The Glory phần 2 do Song Hye Kyo đóng chính sẽ được lên sóng. Nhiều fan hy vọng với màn thể hiện thành công ở mùa 1, Song Hye Kyo sẽ tiếp tục làm nên chuyện trong lần tái xuất này. Nói về The Glory, đây là phim truyền hình Hàn Quốc được chú ý nhất vào cuối năm 2022 đầu năm 2023. Kể từ những ngày đầu ra mắt, phim nhanh chóng càn quét mọi bảng xếp hạng trên thế giới và thu về lượng người xem khủng. Theo số liệu được tổng hợp hồi tháng 1 năm 2023, The Glory do Song Hye Kyo, Lee Do Hyun đóng chính đã đứng đầu danh sách chương trình truyền hình nổi bật trên toàn cầu. Được biết, bảng xếp hạng trên bao gồm những chương trình truyền hình không nói tiếng Anh phát sóng trên nền tảng. Bên cạnh đó, ở thị trường Trung Quốc, điểm Douban của phim cũng tăng vọt lên 8.9 điểm với loạt đánh giá tích cực.